Chào các bạn, mình tên là Đinh Hữu Toàn, mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang là sinh viên năm nhất của đại học Mở. Mình vừa đậu visa Canada, mình cảm thấy rất là vui sướng. Sau đây mình có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn. Như là mình đã được chị Thúy hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, như là các học bạ, passport, chứng minh nhân dân, giấy tờ chứng minh tài chính và bảng lương của ba mình và một số giấy tờ khác. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thì mình cảm thấy rất là dễ hiểu do được sự hướng dẫn tận tình của các nhân viên ở đây. Em thấy dịch vụ của Tân Đại Dương khá là ổn, làm hài lòng cả bậc phụ huynh lẫn các bạn du học sinh đang chờ được đi đến các nước khác. Em được chị Thúy tư vấn cách để viết thư cho bên trường và một số kinh nghiệm xử lý hồ sơ khác. Em chọn Canada tại vì cô em sống ở Canada và Canada là một đất nước phát triển, có thể giúp em phát triển hết tiềm năng và có cơ hội giao lưu với lại các bạn ngoài nước. Rồi qua đó em theo học đại học York University, ngành Computer Science. York University là một trong ba trường lớn nhất Canada tính theo diện tích và là một trong những trường tốt nhất trên nước Canada có thứ hạng. Trường có những ngành rất là nổi tiếng, ví dụ như là ngành tâm lý học và tâm lý thực hành học. Khi bắt đầu có ý định vô Canada, em bắt đầu chuẩn bị từ điểm số đến việc chuẩn bị những cái giấy tờ tài chính của gia đình và những cái sổ hồng, sổ đỏ cũng như là bảng lương của ba em. Dạ, em biết đến Tân Đại Dương qua một người bạn của ba em, là người đó đã có một đứa con được Đại Dương đưa đi du học thành công và cũng là tại nước Canada. Quá trình tư vấn của chị Thúy là ban đầu thì chị giúp em chuẩn bị những hồ sơ, chị giúp em dịch thuật, rồi sau đó là phân loại các loại hồ sơ rồi đưa cho em đi nộp trong sứ quán. Sau khi có được visa rồi thì mình chúc các bạn sớm có được visa. Nếu các bạn không biết cách chuẩn bị hồ sơ thì các bạn có thể tham khảo qua nhờ các anh chị tư vấn viên của Tân Đại Dương, hoặc là các bạn có thể trau chuốt điểm số từ bây giờ và trau dồi thêm khả năng tiếng Anh của các bạn để có thể phục vụ cho việc xin visa dễ dàng.